Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của anh Ngũ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Looking Back của Unit 3 Music, chủ đề âm nhạc nhé. Ở trong phần Looking Back này, trước hết chúng ta sẽ cùng ôn lại về pronunciation, về phát âm này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn audio và đánh dấu trọng âm và những từ sau. Sau đấy chúng ta sẽ cùng đọc lại những từ này nhé. Chúng ta còn nhớ nguyên tắc đánh trọng âm của những từ có hai âm tiết không? Nếu như mà nó là danh từ hay tính từ thì thường trọng âm của những từ này sẽ ở âm nhất. Còn nếu như nó là động từ thì trọng âm sẽ vào âm thứ hai nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn audio trước này. Track 24, Unit 3, Music, page 36, Looking Back, Pronunciation. Listen and mark the stressed syllables in the following words, then read them out. Perform. Concert. Final. Singer. Famous. Enjoy. Vậy là qua đoạn audio vừa nãy chúng ta có thể xác định được những từ nào trọng âm nhất và những từ nào trọng âm hai rồi đúng không ạ các em? Từ đầu tiên chúng ta có là trình diễn, perform. Đây là một động từ, vì vậy nó sẽ có trọng âm là trọng âm hai. Tiếp theo, buổi hòa nhạc, concert. Concert là một danh từ trọng âm nhất này. Final. Final là cuối cùng, cũng là một tính từ trọng âm nhất luôn. Và singer. Singer, ca sĩ, trọng âm nhất. Famous. Famous cũng là tính từ trọng âm nhất. Và cuối cùng, từ enjoy. Enjoy là tận hưởng, động từ thì nó sẽ có trọng âm 2. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã đánh được trọng âm của những từ này rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo về vocabulary, về từ vựng này. Ở đây chúng ta sẽ có một đoạn văn và trong đoạn văn này thiếu mất 5 từ. Nhiệm vụ của chúng ta đó là điền 5 từ ở trong cái bảng này và trong đoạn văn sao cho nó phù hợp nhé. Từ đầu tiên chúng ta có là artist. Artist có nghĩa là nghệ sĩ này, music, âm nhạc, concert, buổi hòa nhạc này. Instrument là nhạc cụ, thường sẽ đi kèm với từ musical đằng trước đó. Và cuối cùng là fans, người hâm mộ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng thử đọc đoạn văn này nhé. Và chúng ta sẽ điền từ thích hợp vào đoạn văn này. Hourglass survey revealed some surprising results about the students' habits. Vậy thì cái khảo sát ở trong lớp của chúng tôi này đã tiết lộ, chúng ta có từ reveal, tiết lộ vài kết quả đáng ngạc nhiên về thói quen gì đó của học sinh. Chúng ta có từ music habits là thói quen nghe nhạc này. Most of them did not hesitate to say that they love music because they find it relaxing. Đa phần các bạn học sinh thì không hề lưỡng lự khi nói rằng họ yêu âm nhạc bởi vì họ cảm thấy âm nhạc giúp họ thư giãn. Chúng ta có từ hesitate, từ mới này chúng ta cũng đã học, đấy là động từ lưỡng lự đúng không ạ các em? Their favorite music is K-pop and British or American pop music. Cái thể loại âm nhạc yêu thích của họ đấy là K-pop, nhạc Hàn, hay là British hoặc American pop music, nhạc pop nước Anh hoặc nước Mỹ. As they are big of Korean and American, bởi vì họ là những người như thế nào đấy rất lớn. Vậy thì trước hết câu 2 chúng ta điền ở đây là fans. Họ là những fan hâm mộ lớn này, người hâm mộ lớn của gì đó mà nước Hàn và nước Mỹ nhỉ? Chúng ta sẽ điền câu 3 ở đây là artist của những nghệ sĩ Hàn Quốc và Mỹ. 14 out of 20 students play a musical and most of them practice 1 and 3 hours a week. 14 trong tổng số 20 học sinh thì chơi một loại nhạc cụ, câu số 4 sẽ là instrument. Và đa phần trong số họ thì đều tập luyện từ 1 đến 3 giờ mỗi tuần. Going to concert, cuối cùng chúng ta chỉ có từ là buổi hòa nhạc thôi. Việc đi tới các cái buổi hòa nhạc is usually popular among teenagers, là khá phổ biến giữa các thanh thiếu niên. But only 8 people say that they like going to such music events. Nhưng chỉ có duy nhất 8 người trong số họ nói rằng là họ thích tới những cái sự kiện âm nhạc như vậy thôi. Vậy thì sau khi chúng ta ôn lại được từ vựng trong unit này rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần ngữ pháp nhé. Ngữ pháp của chúng ta học về cấu ghép đúng không hả các em? Và sẽ có 4 liên từ mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là or, so, and và but. Cụ thể or có nghĩa là hoặc đúng không? Sẽ xuất hiện khi mà chúng ta có hai mệnh đề cần sự lựa chọn, hoặc cái này hoặc cái kia.
Sau thì là vì thế, thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả. And là và, là sự kết nối giữa hai mệnh đề tương tự nhau. Và cuối cùng, but thể hiện sự tương phản. Vậy thì ở trong câu đầu tiên, she writes her own songs. Cô ấy đã tự viết những cái bài nhạc riêng của mình. Và chúng ta sẽ nối với cả and they always have deep meanings. Và chúng luôn có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Chúng ở đây là các bài nhạc của cô ấy đó. Câu số 2, he participated in many talent competitions. Cậu ấy đã tham gia vào rất là nhiều những cái cuộc thi tài năng. But the judges never liked his songs. Nhưng mà ban giám khảo những cái cuộc thi đấy thì chưa bao giờ thích các bài hát của cậu ấy cả. Ở đây chúng ta thể hiện sự tương phản giữa hai mệnh đề, đó là việc cậu ấy tham gia vào nhiều cuộc thi và việc ban giám khảo không thích bài hát của cậu ấy. Câu số 3, we can go to a live concert at City Theatre. Chúng ta có thể tới những cái buổi hòa nhạc trực tiếp ở rạp hát thành phố. Về sau của chúng ta sẽ điền là or we can stay at home to watch the final night of Vietnam Idol. Có nghĩa là chúng ta có thể làm như thế này, hoặc là chúng ta ở nhà và xem đêm chung kết Vietnam Idol. Đây là thể hiện sự lựa chọn giữa hai mệnh đề này, đúng không ạ các em? Và cuối cùng câu số 4 chúng ta sẽ nối với cả đáp án B. The traffic was really bad, so we decided to walk to the stadium. Vì cái giao thông tồi tệ như thế cho nên chúng tôi đã quyết định sẽ đi bộ tới sân vận động. Chúng ta sẽ dùng liên từ là so, vì vậy nên. Sang đến nội dung bài thứ 2, chúng ta sẽ ôn lại về ngữ pháp to cộng với cả verb nguyên thể hoặc là verb nguyên thể. Sẽ có một số những cái động từ đứng trước đó yêu cầu chúng ta cộng với cả to verb hoặc cộng với verb thôi, đúng không hả các em? Ở đây chúng ta sẽ cùng xem những câu này có lỗi gì nhá. Tất cả những câu này đều có một lỗi và nhiệm vụ của chúng ta là sửa lại. Câu số 1 này, she asked him to attend the school performance. À, chúng ta còn nhớ động từ ask này, theo sau động từ ask phải là to verb, đúng không hả các em? Vậy thì ở đây chúng ta không thể nào để là attend được, mà chúng ta phải đổi thành to attend. She asked him to attend the school performance. Cô ấy đã hỏi anh này để tham gia vào buổi biểu diễn trong trường này. Câu số 2, don't let her to go to the music festival. Đừng có để cô ấy tới cái lễ hội âm nhạc. Vậy thì chúng ta có động từ let theo sau nó phải là verb chứ không phải là to verb. Chúng ta sẽ bỏ to ở đây đi, mà câu đúng chỉ là don't let her go to the music festival. Câu số 3, their parents will never agree buy that expensive piano. Bố mẹ của họ thì sẽ không bao giờ đồng ý cho họ mua cái đàn piano đắt tiền đó. Vậy thì chúng ta có từ agree. Sau agree phải cộng với cả to verb chứ không được cộng với cả verb, đúng không ạ các em? Vậy thì chúng ta sẽ sửa ở đây là their parents will never agree to buy that expensive piano. Và câu số 4, câu cuối cùng, to develop her musical talent, để có thể phát triển tài năng âm nhạc của cô ấy, her father made her to sing at family gatherings. Bố của cô ấy bảo cô ấy là hát ở những cái sự kiện gặp mặt gia đình. Vậy thì chúng ta có động từ make, sau make sẽ cộng với cả verb thôi, không có to verb. Chúng ta viết lại là to develop her musical talent, her father made her sing at family gatherings. Và đó chính là toàn bộ Unit 3 của chúng ta rồi. Vậy thì sau bài học này, các em nghĩ là các em đã học được những gì rồi? Chúng ta hãy thử làm một bảng khảo sát này nhé. Dưới đây là những mục mà chúng ta đã được ôn tập ở Unit 3 này và chúng ta sẽ xem là mình hiểu và áp dụng được những kiến thức này ở mức độ nào nhé. Đầu tiên chúng ta có là pronounce two syllable words with correct stress, có nghĩa là phát âm những từ có hai âm tiết với trọng âm đúng. Chúng ta sẽ cùng nhắc lại này, đối với những từ có hai âm tiết là danh từ hoặc tính từ, thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất và đối với động từ thì sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Tiếp theo chúng ta đã hiểu hơn và use words and phrases related to music, sử dụng được những từ hay cụm từ liên quan đến chủ đề là âm nhạc. Chúng ta cũng học cách sử dụng những từ nối để tạo thành các câu ghép có 4 từ nối and, or, but và so, đúng không ạ các em? Tiếp theo chúng ta phân biệt được những động từ nào thì đi với cả to cộng verb hoặc là những động từ nào thì đi với cả verb nguyên thể. Chúng ta cũng được đọc những thông tin chi tiết về một cái chương trình âm nhạc trên TV nổi tiếng này, cũng như là nói về chương trình âm nhạc. Listen for gist and specific information in an interview about a music festival. Có nghĩa là lắng nghe những cái thông tin chính và những thông tin cụ thể ở trong một buổi phỏng vấn về một cái lễ hội âm nhạc này, cũng như là viết blog về trải nghiệm ở lễ hội âm nhạc.
Tiếp theo chúng ta cũng được học về cách để chúng ta đưa ra và phản hồi lại những sự gợi ý, đề xuất và identify Chauvin singing, một nét văn hóa của dân tộc Việt Nam đúng không ạ các em? Cuối cùng chúng ta đã do research on traditional music in Vietnam or another country and give a group presentation about it. Chúng ta cũng đã nghiên cứu tìm hiểu về loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam hoặc là ở nước khác và sau đấy thuyết trình về nó. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!